Đoàn phim Rèm Ngọc Châu Sa ưu ái Triệu Lộ Tư là sơ sót hay chiêu trò? Việc ekip Rèm Ngọc Châu Sa có những biệt đãi dành cho Triệu Lộ Tư đang dậy nên nhiều tin đồn cho rằng cô được đặt cách được đoàn phim AB. bế. Sau khi ekip Rèm Ngọc Châu Sa tung poster chính thức đã dậy nên tranh cãi không đáng có. Giờ biết Rèm Ngọc Châu Sa là bộ phim tập trung nói về nữ chính do Triệu Lộ Tư đóng, nhưng việc phán hâm mộ của các ngôi sao khác lại tố đoàn phim rằng đang ưu ái sao nữ này mà bỏ bê thần tượng của họ. Đầu tiên là khi poster được công bố vị trí của Triệu Lộ Tư được xếp chính giữa. Chuyện chẳng có gì đáng nói khi nam chính Lưu Vũ Ninh bị xếp ngang hàng với nam phụ Đường Hiểu Thiên, điều này khiến fan của mỹ nam họ Lưu không hài lòng. Theo đó, không ít người cho rằng việc đặt nam chính đứng ngang hàng với nam phụ là không tôn trọng thần tượng của họ. Ngoài ra, việc đoàn phim đổi tên tiếng Anh của bộ phim từ Sonegan of Glory thành The Story of Thugan cũng khiến fan của Lưu Vũ Ninh không hài lòng. Ở tên tiếng Anh thứ hai, nhiều người cho rằng phim đang cố tình nhấn mạnh tầm quan trọng của nữ chính Nam chính bị lưu mờ. Ngoài ra, việc xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Kết phim nữ chính thành đôi với nam phụ khiến nam chính như trở thành người vô hình, cũng rời nên nhiều tranh cãi dữ dội. Tuy nhiên một số khán giả khác khách quan cho rằng theo nguyên tắc của tiểu thuyết nữ chính và nam phụ đến với nhau, nên việc đoàn phim ngụ ý đặt hai sao nam chung với nữ chính Triệu Lộ Tư cũng là điều hợp lý. Ngoài ồn ào này trước đó Triệu Lộ Tư bị vạ lây khi một lượng lớn người hâm mộ của Dương Tử cho rằng cô đang bắt chước tạo hình thần tượng của họ. Triệu Lộ Tư và Dương Tử là hai sao nữ phim ảnh Trung Quốc đông phan hiện nay. Những dự án họ góp mặt đều nhận được sự quan tâm lớn từ phía công chúng. Hiện Triệu Lộ Tư đang tích cực quảng bá cho dự án Rem Ngọc Châu Sa mà cô đóng chính. Trong khi đó Dương Tử cũng có nhiều dự án sắp lên sóng như Trường Tương Tư Hai, Hải Quốc Sắc Phương Hoa, tên gọi khác Quốc Sắc Thiên Hương. Điều đang nói ở dự án Quốc Sắc Phương Hoa và Rem Ngọc Châu Sa, Triệu Lộ Tư và Dương Tử có màn đụng độ nhau về tạo hình cổ trang. Vụ việc khiến fan hâm mộ của chế độ tư đưa ra các dẫn chứng đẹp bênh vực cho thần tượng của mình. Một số cho rằng việc phim quốc sắc phương hoa của Dương Tử khai máy, sau rèm ngọc châu xa của triệu lộ tư nên không thể nói mỹ nhân họ chịu bắt chấp tạo hình. Một số khán giả trung lập cho rằng việc hai phim cùng lấy bối cảnh đời đường, tạo hình có phần tương đồng là điều không khó hiểu. Việc đoàn phim liên tục có những tranh cãi về tạo hình nhân vật cũng như cách sắp xếp hệ thống vai diễn trong phim khiến không ít khán giả cho rằng ekip đang cố tình tạo sự chú ý bởi trước đó fan của triệu lộ tư và nêu vũ ninh không thuận hòa khi hai ngôi sao này đóng cặp với nhau dù vậy chính những ồn ào này khiến dự án nhận được sự chú ý lớn liên tục nằm trong tớt tìm kiếm các phim hoa ngữ sắp chiếu vậy nên không loại trừ lý do ekip tận dụng những ồn ào để pr quảng bá cho dự án